Đây, nói chung nói ngồi anh thích thì anh em chia sẻ thôi. Nói chung là như này, bởi tại sao mình hỏi bất động sản, vì thực ra là đợt xưa hồi xưa mình cũng từng làm 2 tháng xong chảnh chảnh cho cái nào mình bỏ. Với cả mình cũng làm đăng tin, làm chốt đăng tin bất động sản mà. Thế thì một căn trung bình thì tầm khoảng 4 5 tỷ thì được 2.5 hay được 100 triệu căn anh biết. 3 tỷ tư ấy, thì được 8 5 triệu, còn 20 triệu thì khoảng là 205 triệu. Bao nhiêu? 205 triệu. 105 chứ. 105 triệu. Thế làm 5 căn làm 500 là gì nữa? Cũng ổn đấy chứ. Đấy là căn bình thường, mình mà bán được số sau 4 tỷ 6 thì mình sẽ hoa hồng vẫn tính vậy. Rồi mình sẽ được tăng lên 100 triệu. Nhưng mà bán mấy cái dự án đấy có phải cắt máu không? Không anh ạ. Tại vì bên em là độc quyền. Độc quyền. Nói chung là bán bây giờ cho bán hàng cắt máu mệt mỏi lắm. Mà đã là cầu độc quyền rồi thì nó phải xương răm thì mình mới độc quyền được. Phần thịt nó ăn hết rồi. Nhưng cái căn khó nó để lại. Tức là phần ngon là nó sơ hết rồi đúng không? Phần ngon thì các công ty khác nó nhảy vào là nó cắt máu của nó ra để nó bù vào cái phần trăm đấy cho khách hàng, cho công bên ty. Bên cậu bán mà bên cậu có bán mạnh không? Đó, bên cậu bán mạnh không? Bên em thì bán cũng mạnh, cũng đứng top 6 của tập đoàn này. Nhưng mà bán này bọn cậu bán chỉ có kênh gì, có đầu tư tiền marketing nhiều không? Bọn em không marketing thì bọn em chưa dùng, chủ yếu là dùng nguồn lực. Ủa, thế thì khách hàng bọn cậu lấy từ đâu? Chủ yếu là bọn em đi offline chỉ đi gõ cửa từng nhà phát tờ rơi. À, tức là dùng phương pháp là marketing truyền thống đúng không? Thực ra là phát tờ rơi nó là một hình thức marketing mà, nhưng nó là kiểu marketing truyền thống. Còn ví dụ như là dùng marketing như kiểu online chạy quảng cáo online chẳng hạn. Tại vì là online thì mình có thì người ta cũng có. Online mà dành cho toàn cầu. Đâu phải mỗi riêng mình biết không là... Ý mình hỏi là những nhân viên nhỏ lẻ có làm không ấy? Cũng làm, mình chủ yếu Zalo, Facebook, những cái kênh online truyền thống thôi. Bây giờ bán đợt này bán Đan Phượng chốt căn nào không? Bọn em mới mở bán, chưa ai chốt được. Ở đấy ở Đan Phượng bán khoảng bao nhiêu tiền lâu? Ở chỗ đấy tầm 3.4 và 6. Cao phết nhỉ? Bên em toàn bán tầm 3 tỷ đến 500 tỷ. Thế thì nó là 3 tỷ, thế thì mà Đan Phượng thì nó thuộc dòng biệt thự à? Nó là biệt thự liền kề. Mình bán cả nhà, cả đất mà. À, đâu phải bán mỗi đất. Đất lô nhỏ nhất là bao nhiêu mét trên một lô? 96 mét trên một lô. Giá đất là bao nhiêu tiền mét? Bác bảo